Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 6 tại Quảng Ninh, tập đoàn đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí. Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam đã thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại của năm 2024. Nhân dịp này, lãnh đạo tập đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, cộng tác viên truyền thông tập đoàn và gửi lời cảm ơn các nhà báo đã luôn theo dõi kịp thời, nắm bắt tình hình, đưa tin bài viết, phản ánh sinh động, sát thực tế về việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, cũng như mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, qua đó giúp người thợ mỏ, nhân dân và dư luận xã hội hiểu rõ về những khó khăn thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, đồng thời góp phần tạo nên sự đoàn kết, ổn định tư tưởng cho cán bộ ngành than khoáng sản. Từ đó phát triển tốt truyền thống, kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, đẩy mạnh thi đua, lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao,